nhất vị nhị hướng, nên là chúng ta phải tìm được cái vị trí để mà đặt nó trước, rồi sau đó mới tìm cái hướng của nó. Ban thờ thần tài, một là đặt ở vị trí thiên lộc của bản mệnh, hoặc là đặt ở vị trí thiên lộc của căn nhà. Thế thì chúng ta sẽ dùng cung tài lộc của thiên mệnh hay dùng cái cung tài lộc của ngôi nhà? Thì tôi cũng chia sẻ như này, cái cung tài lộc của chúng ta ấy thì nên là đặt tại cung thiên lộc của căn nhà. Trong trường hợp bất khả kháng là cái cung thiên lộc đó bị khuyết hãm, hoặc là nó vào những cái địa thế xấu không thể được, không để được ban thờ, thì chúng ta mới dùng cái vị trí thiên lộc của bản mệnh. Thế nào là cung thiên lộc của bản mệnh và thế nào là cung thiên lộc của nhà, thì nó sẽ được tính như sau. Nó sẽ được tính bằng ngày tháng năm sinh của chúng ta cộng với cả cái hướng nhà. Muốn biết được cái cung thiên lộc của ngôi nhà thì chúng ta phải có cái độ số chính xác. Và từ độ số chính xác đó chúng ta mới có thể tìm được cái cung thiên lộc của ngôi nhà. Sau khi mà có được cung thiên lộc rồi thì chúng ta sẽ an vị cái cung ban thờ thần tài vào đó. Còn nếu như đó là đối với cả ban thờ thần tài, còn đối với cả ban thờ của thần linh, ban thờ thần linh và gia tiên, thì chúng ta sẽ phải an vị vào cung âm quý nhân của ngôi nhà. Ban thờ thần tài ấy, thì chúng ta an vị ở cung thiên lộc, nhưng ban thờ của gia tiên thì chúng ta sẽ ban an vị vào cung âm quý nhân. Trước khi tôi đọc cho các bạn là cái hướng nhà bạn như nào ấy, thì các bạn phải phân biệt giữa hướng và tọa. Hướng có nghĩa là cái mặt của ban thờ ấy nhìn về phương nào thì đấy là cái hướng của ban thờ. Nhưng ở trong phong thủy ấy, nó quan trọng cái vị trí hơn. Nên là tất cả những cái điều mà tôi chuẩn bị chia sẻ với các bạn, ví dụ tôi nói rằng là tuổi tuổi này, thì tôi nói ví dụ như là cái tuổi tuổi Bính Tý chẳng hạn, tuổi 96 chẳng hạn, tuổi Bính Tý 96 chẳng hạn, thì tôi nói rằng các bạn là lộc ở hướng Tỵ, thì các bạn phải hiểu rằng là các bạn phải đặt cái ban thờ hướng Tỵ, chứ không phải là cái ban thờ nó hướng ra cái hướng Tỵ đó. Được chưa? Hướng Tỵ là bao nhiêu thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau. Tướng hướng Tỵ là 150 độ đấy. Có nghĩa là nó nằm ở cái vị trí 150 độ của ngôi nhà chúng ta, còn cái hướng thì chúng ta tính sau. Hay là chúng ta phải tính vị trí trước nhé. Nhất vị nhị hướng, nên là chúng ta phải tìm được cái vị trí để mà đặt nó trước, rồi sau đó mới tìm cái hướng của nó. Các bạn nhìn ở trên hình đây. Ví dụ ngôi nhà của bạn như này. Ví dụ ngôi nhà của chúng ta như này nhé. Thì tôi nói là bây giờ mình sẽ vẽ đông tây nam bắc đúng không? Đây ví dụ như đây là hướng bắc đi. Đây là bắc này. Thì đây sẽ là nam này đúng không? Đây sẽ là nam này. Đây thì đương nhiên sẽ là đông này. Đây sẽ là tây này. Đấy thì tương tự như vậy thì ở đây nó sẽ là ở tây bắc, đây sẽ là đông bắc, đây sẽ là đông nam và đây sẽ là tây nam, được chưa? Thì tôi nói với các bạn là nếu như tôi nói rằng là ban thờ của các bạn ở hướng, ban thờ của các bạn đặt ở tây nam, ban thờ của các bạn đặt ở tây nam, thì các bạn phải hiểu rằng cái ban thờ của chúng ta nó sẽ được đặt ở cái vị trí trong khoảng này, còn cái hướng của nó ấy, thì chúng ta sẽ tính sau. Có thể là từ đây nhìn ra đây chẳng hạn, hoặc là đặt ở vị trí này nhìn ra đây chẳng hạn, hoặc là ở vị trí này nhìn ra đây. Thì tôi nói về vị trí trước rồi sau đó tôi sẽ nói về hướng sau nhé. Đến đây các bạn đã hiểu chưa? Bắt đầu ví dụ như là tuổi 1982 này. Tuổi 1982 Nhâm Tuất đúng không nào? 1982 nó sẽ là Nhâm Tuất. Nhâm Tuất thì các bạn sẽ để cái cung tài lộc ở hướng chính bắc. Cung tài lộc của tuổi 1982 sẽ là ở hướng chính bắc. Cung tài lộc của 1982 sẽ ở hướng chính bắc. Thì ví dụ như vậy, đây sẽ là hướng chính bắc này. Bây giờ chúng ta quay lại cái hướng dẫn vừa nãy này. Đây là chính bắc đúng không nào?
Đây là chính bác thì cái ban thờ của tôi, ban thờ của các bạn 1982 vừa rồi tôi vừa mới ví dụ ấy, thì bạn sẽ để ở vị trí này. Bạn sẽ để ở vị trí này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Chúng ta sẽ tính tiếp là 1982, không biết bạn là nam hay nữ, nhưng mà thường thì sẽ lấy theo cái tuổi của gia chủ nam. Đây là 1982. Thì cái hướng phúc đức sinh khí thiên y hoặc là phục vị của các bạn ấy thì lại nằm đúng ở hướng bắc và hướng nam. Nên là nếu như cái ban thờ nhà bạn 1982 ấy, sau khi xác định được vị trí cung tài lộc rồi thì các bạn sẽ tính tiếp tiến hướng, thì chúng ta sẽ chọn luôn cái hướng như thế này. Thì như thế này gọi là tọa nam hướng bắc. Tọa nam hướng bắc. Tọa nam hướng bắc, được chưa? Hoặc nếu như mà đọc đúng theo phong thủy ấy thì phải đọc là ở vị trí bắc và hướng bắc. Vị trí bắc và hướng bắc. Một cái ban thờ sẽ cần phải xét đến vị trí trước và hướng sau. Thì như bạn Hương Võ này, 1982 thì có thể đặt ban thờ ở khu vực phía bắc của nhà và hướng về hướng bắc. Hoặc là đặt ở khu vực hướng bắc của nhà và hướng về hướng nam, hoặc là đặt ở khu vực hướng bắc của nhà và xoay về hướng đông, hoặc là xoay về hướng đông nam. Có thể đặt ở vị trí phương bắc và xoay về các hướng bắc, đông, đông nam và ở nam. Tôi vừa mới chia sẻ với các bạn mà các bạn Hướng Võ ấy, đó là tính theo cái bản mệnh của bạn Hướng Võ. Còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ theo cái hướng của hướng nhà. Hướng của hướng nhà thì các bạn cần phải có một cái độ số cụ thể. Ví dụ như bạn hướng tây 260 độ, sinh năm 78. Rồi. 260 độ. Thì bây giờ chúng ta sẽ 260 độ. 260 độ là hướng Đinh Dậu. Hướng Đinh Dậu. Hướng Đinh Dậu thì các bạn sẽ đặt ban thờ ở hướng chính nam. 260 độ sẽ đặt ở hướng chính nam. Ban thờ đặt tại hướng chính nam.